Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2022, sáng hôm nay ngày chủ nhật, phóng sanh phát trực tiếp tại viện Chiên Tu. Vừa qua thầy Nhuận Minh đã đọc những lời trong văn sao, nhất là cái mẫu chuyện của một vị tăng khi nhìn thấy loài heo bị mổ xẻ giết ở ngoài chợ, vị tăng này mới nhớ lại hai kiếp của mình. Đây là một mẫu chuyện mà Dân Nhàn được lấy ở trên mạng và xem qua thấy vô cùng cảm động và soạn ra để thầy Minh đọc. Và hôm nay sẽ làm một cái đĩa này để cho mọi người nghe tới nghe lui, để biết rằng con người mình chết không có hết. Cái xác thân này thì thân cát bụi trả về cho cát bụi, nhưng mà cái nghiệp thức của mình mà các đạo giáo gọi là linh hồn đó, thì nhà Phật nói về nghiệp thức thì nó chính xác hơn. Vì cái nghiệp thức này có thể thay đổi từ cõi súc sanh qua cõi người, rồi từ cõi người qua cõi trời. Cũng như cái vị sư này, một kiếp trước làm đồ tể, rồi kiếp sau làm heo, rồi một kiếp sau nữa là kiếp hiện tại, đó là làm người, một vị tăng. Cho nên cái việc luân hồi nó thật là đáng sợ. Vì vậy cho nên mong rằng những người xem trực tiếp cũng như sau khi cái đĩa này xong thì chúng tôi chân thành tha thiết mong rằng nên phát tâm ăn chay trường để cho các đồ tể kia họ bớt giết những con súc vật. Cái việc mà để cho đời sau mình được làm người đó, thì cái việc mà sát sanh ăn thịt chúng sanh đó, nếu mà mình giữ được thì cái đây là cái việc mà cơ hội mình làm người có. Còn nếu mà mình không giữ được thì cái cơ hội làm người mình đời sau mất. Mất cái cơ hội làm người thì đời sau có thể làm súc sanh vô ngạ quỷ địa ngục. Cái việc này nó rất là nghiêm trọng. Vậy cho nên nếu ai phát bồ đề tâm phóng sanh ăn chay kiên giết, và thêm đó nữa là chịu niệm Phật để cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì cái việc này nhanh chóng thoát khỏi sanh tử luân hồi. Vì cái việc mà mình để vãng sanh Tây Phương không còn phải làm loài người để sanh tử luân hồi hoặc đọa lạc làm loài súc sanh, thì Tổ sư Ấn Quang dạy đó là trì giới niệm Phật. Nếu mà người đó trì giới mà không niệm Phật thì người này không được vãng sanh, cùng lắm là họ sanh lên cõi trời hoặc làm người lại thôi, vẫn trong lục đạo luân hồi. Nhưng mà họ làm người khác hơn con người bình thường, là họ có ăn chay, phóng sanh, kiên giết, làm phước thiện, cho nên họ sanh vào gia đình được giàu có, rồi gia đình được hòa thuận với nhau. Còn nếu mà họ niệm Phật mà không có ăn chay á, thì người này cũng không được vãng sanh, vì cái lòng từ họ không có. Vì vậy cho nên thành ra cái việc trì giới niệm Phật, ăn chay để niệm Phật, để vãng sanh, thì đây là cái việc mà rất là cần thiết của người tu tịnh độ. Cho nên chúng tôi mỗi ngày đều có làm lễ phóng sanh. Và cái việc phóng sanh này đó thì không phải làm trong thời gian ngắn hạn 1-2 tháng, mà chúng tôi có tâm nguyện làm suốt, làm chừng nào hết tiền thôi. Mà mình nghĩ thì cái công đức phóng sanh này thì người nào đã tin để làm thì càng làm cái phước báu và cái tịnh tài trong mạng mình càng có. Điều này chắc chắn là như vậy. Cái điều này chúng tôi đã trải nghiệm, đã tin rồi. Từ 2007 mà phóng sanh một tuần lễ chỉ có mỗi chủ nhật có 500 ngàn tiền Việt Nam mình, 3 năm liền như vậy cho đến 2010. Sau đó rồi bắt đầu cái duyên phóng sanh và cái phước báu nó có, cho nên chúng tôi duy trì mãi đến hôm nay. Và bắt đầu từ một tháng trở lại đây thì đề xướng cật lực để làm. Vì vậy cho nên ba cái phước mà chúng tôi đang tiến hành làm đó. Hôm bữa chúng tôi ngồi nhà cô Lợi, nói với cô Lợi, cô Hằng, cái chú Đức. Chú này còn trẻ thôi mà làm Phật sự rất là tốt. Thì ba cái phước đó là cái phước thứ nhất đó là bố thí tài, bố thí pháp và bố thí vô ý. Bố thí tài thì cuộc đời của Tổ sư Ấn Quang là thường đem tiền để mà giúp đỡ những người cơ nhỡ,
những lũ lụt hạn hán. Riêng chúng tôi thì cũng có làm việc đó, nhưng mà chúng tôi để vào trong cái tâm nuôi các cụ già. Thì cái tiền của mình sẽ lấy đi làm cái phước đức đó là nuôi các cụ già. Thường trong mạng mình có tiền mà mình tự xài, mình tiêu phung phí hoặc mình xài cho bản thân mình thì thời gian đã hết. Bây giờ mình lấy tiền đó mình lo cho các cụ già ăn mặc ở bệnh và lúc mất luôn. Thì khi mà mình lấy tiền để mình lo như vậy đó, thì cái phước này gọi là phước bậc trung. Còn mình giúp cho những người bị lũ lụt thì đây là cái phước bậc hạ. Và mình đem tiền giúp cho các cụ không nhà cho nhà, không áo cho áo, không ăn cho ăn, bệnh hoạn cho thuốc men, lúc mất cho hòm. Đây là phước đức bậc trung. Mà khai thị cho người này để tin tưởng pháp môn niệm Phật, để mà họ niệm Phật vãng sanh Tây Phương, đây là phước báu bậc thượng. Nếu ai tin tưởng được cái phước báu này mà làm đó thì trong mạng người này sẽ có tài. Lẽ dĩ nhiên mỗi người có mỗi cái duyên để làm. Có thể là họ nuôi trẻ mồ côi, hoặc giả là họ làm những cái phước báu giúp cho những người nghèo, hoặc là xây dựng chùa chiền vân vân mọi thứ. Mà riêng chúng tôi thì có cái tâm nguyện đó là nuôi các cụ già. Vì các cụ trong lúc già rồi ở với con nhiều lúc nó không có hợp với nhau. Già với trẻ là không có hợp. Chúng tôi biết già với trẻ là không có hợp. Cái quan điểm của người già khác với quan điểm của người trẻ. Mà hai người ngồi lại với nhau là thế nào cũng cãi lộn cả chuyện. Trên một số các cụ không sống được với con cái thì chúng tôi khuyên đưa vào trong này. Chúng tôi nhớ sư cô Liên Phương mẹ của chúng tôi nói: thầy nuôi được các cụ già đó là tránh cái nghiệp oan gia đối đầu của người con với người mẹ, hoặc là con dâu với mẹ chồng. Mà khi mà tránh được cái nghiệp oan gia, tức là không cãi vã lẫn nhau á, thì tinh thần mát mẻ an vui. Cho nên thầy nuôi các cụ để mà giải quyết được cái chuyện oan gia đối đầu. Mà khi mình khởi niệm, mình cãi vã, mình không bằng lòng đó, thì cái oan gia và cái việc mà để làm khổ cho nhau nó cứ càng chốc chồng lên không bao giờ hết. Trong hai người phải có một người để thấu hiểu việc này và một người im lặng, thì cái việc này nó sẽ hóa giải được. Vì vậy cho nên thành ra cái việc mà để mà giáo hóa người khác là mình không dùng lời nói nhiều, mà mình chỉ là một con người tốt và mình làm bằng hành động để giáo hóa. Thì Tổ Ấn Quang nói dùng miệng để dạy dỗ giáo hóa thì có sự tranh cãi, mà dùng thân để giáo hóa, tức là mình làm một người tốt, mình im lặng thì người ta bắt chước theo, thì đây mới gọi là cái thực sự gọi là giáo hóa. Là dùng thân để giáo hóa thì thuận theo, dùng miệng để mà dạy thì sẽ có sự tranh cãi. Đây là lời của Tổ nói không có sai, nhưng mà điều mình không có tu tập được, trong lòng mình không mát mẻ, mình không có an vui, cho nên thành ra đụng chuyện nhỏ mình cũng xé ra chuyện lớn, đụng cái chuyện không đáng mình cũng bực bội. Mà khi mình bực bội như vậy là cái tâm bực bội, bực tức đó nó sẽ tiết ra một cái nội tiết tố. Cái nội tiết tố này là một loại chất độc. Mà cái chất độc này nó sẽ làm cho mình bị bệnh nan y. Và có nhiều người họ độc đến nỗi mà nước mắt họ cũng độc, nước miếng họ cũng độc, và toàn thân họ độc, cho nên họ ăn không được, họ ngủ không được, cho nên người này sẽ chết sớm. Phải nên nhớ chỗ này. Mà đến nỗi khi mà người mẹ sanh con đang cho con bú mà bực tức lên thì cái sữa thành chất độc, đứa con chết liền. Trong văn sao Ấn Tổ hay nói chuyện này. Cho nên hết sức thận trọng về cái tâm sân hận của mình phải hàng phục được nó. Cho nên các cụ vô đây thì an vui vô cùng, không có bực bội con cái nữa, sống rất là an vui. Thì đây là một cái phước mà nuôi các cụ, đây là phước rất thù thắng. Cái việc thứ hai đó là ngoài cái việc bố thí tài, đem tiền để mình làm cái công ích này rồi, thì mình bố thí pháp, tức là in kinh, in sách, rồi giảng đạo, rồi mình nói những cái đạo lý để cho họ nghe, rồi mình làm mấy niệm Phật vân vân mọi thứ. Thì đây là cái công đức pháp thí, thì nó sanh ra trí tuệ. Còn mình đem tiền nuôi các cụ, mình bố thí, mình làm phước giúp người nghèo thì trong mạng mình có tài. Và cái việc thứ ba đó nữa là cái công đức vô ý thí mà chúng tôi đang ngồi tại đây chung với quý thầy, đó là đem tiền đi phóng sanh. Ba cái công đức mà Phật đã dạy: tài thí, đem tiền đi nuôi các cụ già, giúp những người nghèo, xây những nhà tình thương, xây những cái bệnh viện, cho thuốc men vân vân. Thì đây là bố thí tài, thì trong mạng mình có tài, xài hoài không hết. Mà mình hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, nó biến thành công đức. Thứ hai là bố thí pháp, là mình in kinh, in sách, in mấy niệm Phật, in tượng Phật, rồi thuyết pháp cho họ nghe, rồi phổ biến văn sao, những lá thư của Ấn Tổ, đó là những cái lá thư của Ngài mình phổ biến ở trên mạng Internet.
cho mọi người. Đây cũng là bố thí pháp, gọi là thiện thư văn sao lưu truyền. Là bố thí pháp là được trí tuệ. Nếu mà mình có tiền đầy đủ, mình ăn uống sức khỏe có, nhưng mà người này ngu si, si dại, có phước chỉ biết hưởng phước tạo nghiệp, là sát trộm dâm dối, rồi tứ đổ tường, ăn chơi đọa lạc, thì người này đang có phước mà tạo nghiệp. Mà nếu mà người họ biết bố thí pháp, là họ có trí tuệ, họ biết dùng cái đồng tiền này để mà có cái nhân quả tốt hơn, và họ sẽ được tiền nhiều hơn mà lại có phước báu, thì người này buộc phải có trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ thì phải học kinh pháp của Phật và bố thí pháp, và tự mình hành trì cái phương pháp của Phật dạy, thì nó mới tiêu nghiệp chướng nên sanh ra trí tuệ. Và bố thí vô ý đó là phóng sanh, kiên giết và khuyên người phóng sanh, khuyên người ăn chay. Thì bố thí vô ý này thì thọ mạng kéo dài. Rồi bố thí pháp là trí tuệ mình được sáng suốt. Còn bố thí tài đó thì trong bạn mình có tiền. Thì ba cái này là cần nhất trong cuộc sống. Nhưng mà người đời thì họ chỉ cần tiền thôi. Thọ mạng sống bao nhiêu cũng được, khi bệnh gần chết tính sau. Họ không hiểu nổi. Hoặc giả là họ không tin cái trí tuệ của nhà Phật, cho nên họ không có tu Phật được. Cho nên họ chỉ có tiền, họ sinh sống cho thỏa cái thú tính của họ. Vì sao chúng tôi nói thú tính? Bởi vì họ ăn chơi sa đọa. Họ mất cái phước làm người. Họ không giữ được giới sát sanh, trộm cắp tà dâm, nói láo uống rượu, cho nên họ mất cái phước làm người. Hằng ngày họ cứ bực bội tức tối hoài, cái phước làm người không có nữa. Mà cái tâm sân hận á, họ cứ bực bội tức tối để nó tiêu hết công đức, để mà họ phải chết sớm. Bởi vì họ có phước mà không có trí tuệ, cho nên nó sanh ra cái nông nổi như thế. Đó là ba cái phước báu mà Phật dạy, mà chúng tôi đang áp dụng trong cuộc sống hiện sinh của mình. Và mong rằng quý thầy mọi người nghe nên suy nghĩ về ba cái điều này. Thứ nhất, vấn đề thứ hai mà cái pháp tổ sư Ấn Quang chỉ cho mình tu á, đó là cái pháp mà mình phải hiếu kính cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, từ tâm bất sát là không sát sanh á, và làm 10 điều thiện. Đó là tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, và đầy đủ tính hạnh nguyện, và giữ lòng tôn kính, thành tâm niệm Phật. Đó là chánh hạnh để mình đời này thoát khỏi luân hồi. Bên cạnh đó phải cần thêm một cái pháp trợ hạnh, đó là niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Tại vì Quan Âm Bồ Tát cũng ở bên Tây Phương Cực Lạc, phụ tá Đức Phật A Di Đà để tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh. Bọn phàm phu mình mà không cần Bồ Tát Quan Âm, không niệm đến thì chướng ngại trùng trùng điệp điệp. Ấn Tổ nói là Đức Phật A Di Đà mà cũng phải cần có Bồ Tát Quan Âm để phụ trợ, để tiếp dẫn chúng sanh phụ với Đức Phật A Di Đà để vãng sanh. Còn bọn phàm phu mình mà không có Bồ Tát Quan Âm, mà không niệm kèm thêm thì chướng ngại trùng trùng điệp điệp. Và thiện căn phước đức nhân duyên không đủ, và thiện căn yếu kém niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà không có sâu, thì người này sẽ bị thối chuyển liệt. Đó là cái pháp của Ấn Tổ chỉ, là cái pháp thứ hai cần phải niệm Quan Âm. Và dùng cái cách của Ngài Đại Thế Chí là đô nhiếp lục căn. Mà cái đô nhiếp lục căn mà hôm nay chúng tôi phát hiện ra, đó là cái máy dùng tai lắng nghe cho kỹ một câu trong máy. Hầu như những người đeo máy họ niệm Phật, họ nói có kết quả rất thù thắng. Một câu niệm trong máy nghe rõ ràng, dùng nhĩ căn để nghe. Một câu niệm trong tâm là tai của mình nghe tiếng niệm của chính mình, trong tâm của chính mình. Mà hồi nãy thầy Minh có đọc mà chúng tôi soạn gọi là tịnh niệm tiếp nối đó. Thì một câu mình niệm nghe trong máy, mà mình nghe câu này tính câu kia của nọ, mà nghe trong máy nghe hoài luôn á, thì nó sẽ đâm ra chán. Nghe hoài sẽ là chán. Không có niệm thì nó không có thích thú đâu. Mà nếu niệm hoài, niệm liên tục thì niệm được không? Chúng tôi niệm cũng không nổi. Cái định căn mình kém, tuệ căn mình kém, cái thiện căn mình kém, rồi cái tính căn mình kém, cái nguyện sanh Tây Phương cũng kém, yếu xìu, cho nên mình niệm vài ba câu cái bỏ. Người nào giữ lắm được vài ngày cũng bỏ. Giữ cho tốt, giữ cho chặt lắm thì vài ngày cũng là bỏ. Bởi vì cái vọng niệm hàng ngày mình nó bị cái vọng niệm mạnh quá, cho nên cái tịnh niệm của mình không giữ được Phật hiệu. Cho nên thành ra cái vọng niệm nó đánh tan mất cái Phật niệm đi. Vì vậy cho nên họ cần cái máy để trợ lực. Nếu mà cái máy cứ A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mình niệm liên tục như vậy, niệm theo máy, thì ngày này bị tổn khí. Chúng tôi thấy một vị thầy đã chỉ cho Phật tử A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm 20 phút sau cái câu Phật hiệu mình ngưng cái đã tự niệm. Thì đúng, khi niệm như vậy thì câu Phật hiệu nó có cái đà nó niệm lại. Nhưng mà nếu mình niệm theo máy, mình niệm liên tục như vậy, thì Ấn Tổ nó giữ một cách như vậy đó, mà thầy đó nói là không thay đổi. Nếu mà giữ một cách lâu dài như vậy là nhất tâm bất loạn, không phải dễ. Vì sao vậy? Vì cái khí lực mình không đủ. Mà cái câu Phật hiệu nó đặc biệt lắm. Nếu mà mình ép nó, cái gì cũng vậy, ăn cũng vậy, mình ép cho no thì nó có phản ứng phụ ngay. Cái câu Phật hiệu mà ép cho thiệt mạnh vô để cho nó niệm được nhiều thì nó phản tác dụng, nó ngán.
nó không ngán đi nữa thì nó cũng căng thẳng đầu óc, ngủ không được. Cái câu Phật hiệu phải niệm giống như là nước chảy. Nam Mô A Di Đà Phật, một câu trong máy. Rồi cái tâm mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật một câu. Mà cái máy nó niệm một câu, mình lắng nghe, thì lúc đó mình vẫn đang nghe câu Phật hiệu. Chúng tôi dùng danh từ gọi là nghe câu Phật hiệu và niệm câu Phật hiệu. Cái máy niệm thì mình nghe, gọi là nghe câu Phật hiệu, cũng có công đức y chang như niệm câu Phật hiệu. Rồi khi mình niệm là từ tâm khởi lên, tiếng thoát ra miệng lọt vào tai. Nếu tiếng không thoát ra khỏi miệng á, thì tai mình á, gọi là tịnh sắc căn á, là cái tiếng trong tâm mình gọi là tịnh sắc căn. Tịnh sắc căn này mà mình nghe được cái âm thanh trong tâm của mình niệm một câu. Mà thường cái máy nó niệm câu là mình niệm trong tâm một câu rất là dễ, rất là dễ mà không bị tổn khí. Thì cái cách niệm này là không bị gián đoạn. Không bị gián đoạn là do máy nó nhắc mình niệm một câu. Chứ nếu mà mở máy ra mình niệm đua theo máy luôn đi thì niệm không nổi. Niệm chơi à, nói chơi vậy chứ niệm không có vô, không có bền. Nếu mà đeo máy như vậy là niệm suốt ngày không mệt. Nhưng mà nếu mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật ra tiếng khoảng 10 đến 20 phút, nửa tiếng ai giỏi lắm nửa tiếng là bắt đầu khàn tiếng là mệt rồi, gọi là tổn khí. Rồi mình nghĩ niệm Phật sao nó không linh, mình càng niệm càng bệnh. Ấn Tổ có nhắc chỗ này, niệm ào ào lẹ miệng, niệm ào ào cái tổn khí, cái thành bệnh, cái niệm Phật không linh rồi bỏ. Nhiều lắm, số lượng người này nhiều lắm. Hôm qua cô Vân ở Hà Lan, cô cũng vô, cô nói lúc trước con bị ung thư mà con niệm xuyên suốt niệm ra tiếng, cuối cùng con đỏ mặt đỏ mày, con bị tổn khí. Gần lại đây con nghe thầy niệm cái cách này hay quá, từ Hà Lan con về đây con thăm 3 tuần, bữa nay con lên con xin thầy cái máy. Cái máy nhỏ này hôm bữa làm được 200 mấy tặng hết rồi. Đang đặt 1,000 nữa mà bên Trung Quốc chưa có nhập về. Cô kêu thôi xin bà cụ nào cho con cái đi, con từ Hà Lan, nước Hà Lan bên châu Âu á, hai vợ chồng con về thầy cho con cái đi, năn nỉ quá chừng chúng tôi cho cổ. Mà chúng ta dặn anh nếu mà cô niệm là sáng niệm Phật Di Đà, chiều Quan Âm. Nếu mà đụng những cái chuyện gì rắc rối mà suốt ngày cô niệm Quan Âm, cứ một câu trong máy, một câu trong tâm. Cô mở trong nhà cô niệm cũng mừng quá chừng qua hai vợ chồng. Thì như vậy hôm nay mình biết rằng là cái pháp mà Ấn Tổ chỉ cho mình á, là phải niệm làm sao cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng. Và nhớ mình đang niệm câu Phật hiệu trong tâm mình rõ ràng, và mình đang nhớ là cái máy đang niệm. Nhớ rõ ràng, hôm nay nhớ thêm là cái máy đang niệm một câu. Mà mình lỡ mà mình vọng tưởng thì cái máy niệm câu là mình niệm câu không được, mất liền, trong tâm mất liền. Nhớ cái máy niệm câu, mình niệm câu. Rồi khi lễ Phật thì khỏi máy, mình tự lễ luôn. Để cho nó không có bị câu Phật hiệu nó nhồi mình liên tục. Đến nỗi mà chúng tôi mấy ngày đầu chúng tôi niệm cái máy này khoảng 1 tuần đầu niệm không vô. Niệm Quan Âm, niệm Phật, niệm không vô, nó ngán ngay, nó ngán, nó chán mà niệm không vô. Tuy rằng có mấy một câu mình một câu nhưng mà nó chưa có thuần. Cho nên ráng cầu Bồ Tát Quan Âm, cầu Phật gia hộ cho con niệm được danh hiệu Phật. Niệm không phải dễ đâu nha. Niệm đôi ba câu chơi hai thời công phu thì được. Chứ mình niệm trường kỳ liên tục là phải cầu Phật lực gia trì á. Chứ không phải dễ đâu à. Bởi vì cái vọng niệm của mình, cái tạp niệm của mình, cái tà tư tà niệm tà tâm mình nó quá mạnh đi. Mà nếu không nhờ Phật lực gia trì, mình tha thiết cầu Phật thì niệm không vô đâu, niệm không được. Vậy cho nên ra phải cần có Bồ Tát Quan Âm hỗ trợ, và cần thêm có thần chú Đại Bi để giữ bồ đề tâm mình không thối chuyển, giống như đội quân tiên phong đi trước để dọn đường cho mình. Cho nên mình không thể qua hơn Tổ được đâu. Tổ Ấn Quang tối vẫn 25 hoặc 50 biến Đại Bi, mình không thể nào hơn Tổ được hết. Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí rồi. Cho nên thành ra có một số các thầy ở tại khu chuyên tu trên chùa đi ra khỏi rồi, và một số những người họ không tin tưởng thần chú Đại Bi, họ nói chúng tôi xen tạp, mà họ nói sao nói cho chúng tôi theo Ấn Tổ à. Tổ sư Ấn Quang cái cách ngài tu rất vững vàng, và cái cách ngài chỉ là thượng căn thượng trí, hạ căn hạ trí, tu được hết. Cho nên thành ra hồi nãy thầy Minh đọc đó, ngài nói là kim tu. Kim tức là ngoài niệm Phật mình tụng thêm Đại Bi, niệm thêm danh hiệu Quan Âm và tụng Phổ Môn như bà Uông Hàm Chương á, bà vẫn được vãng sanh, gọi là kim tu. Còn tạp tu tức là họ không có đầu mối trì chú, họ muốn tâm mật tương ưng, tu thiền họ muốn được minh tâm kiến tánh, niệm Phật họ cũng không có nguyện vãng sanh, họ không có đầu mối. Cho nếu mình có đầu mối là một đời niệm vãng sanh thì trì chú cũng hồi hướng cực lạc, niệm Quan Âm hồi hướng cực lạc, và tụng Phổ Môn cũng hồi hướng về cực lạc, phóng sanh hôm nay cũng hồi hướng về cực lạc, tụng kinh Di Đà cũng hồi hướng về cực lạc, thì nó có đầu mối quy về một mối. Thì đây gọi là kim tu hay là viên tu, chứ không phải tạp tu. Phải hiểu cho rõ, hiểu lộn lạo danh từ rồi mình không hiểu rồi mình hỉ bán mấy cái người trì chú. Ấn Tổ nói mình niệm Phật mà mình đắc được nhất tâm rồi á, mình không trì chú thì được, chứ đừng có hỉ bán người trì chú. Mà chưa chắc gì mình được nhất tâm đâu. Cho nên cái cách mà của Tổ là mỗi ngày ngày niệm, đi đứng nằm ngồi, nói năng động tịnh, mặc áo ăn cơm vào đạo tiểu tiện. Cái sức định của Ngài mà niệm không cần mấy thì mình biết cái người căn lành này là Bồ Tát, chứ không phải là đơn giản.
Còn mình bỏ ra cái là quên liền đó. Một ngày mình niệm được bao nhiêu câu đâu. Có máy đeo mà nhiều lúc mình còn không chú ý. Cái tiếng niệm trong máy mà mình cũng không chú ý. Lâu ngày cái nó lờn luôn. Nó lờn luôn. Niệm không có vô và không có cảm ứng nữa là do cái tâm bất kính nó lờn. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay cái phương cách mà niệm máy để mà mình không bị gián đoạn thì hôm nay thực sự là chúng tôi thấy có kiến hiệu, mà nhiều người họ nói có kiến hiệu. Hôm bữa có một cô đó nhìn cái mặt của khổ não buồn phiền, khổ não quá chừng luôn á, mà ông chồng chết còn nhập vô cổ nữa làm cho cổ buồn phiền, cho đeo cái máy đến trưa một cái là gương mặt khác liền. Nam mô Quán Thâm Bồ Tát, đúng là thần lực danh hiệu Bồ Tát bất khả tư nghì. Nghe đến trưa là gương mặt của khác hẳn liền, có an lạc liền. Cho nên cái danh hiệu của Phật Bồ Tát, thực sự mình niệm rồi mình mới thấy cái giá trị. Mình niệm phải từ từ, không có gấp. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật ra tiếng, mình niệm suốt như vậy là tổn khí. Chắc chắn là tổn khí, không thể ép nó như vậy được. Cái tâm của mình không có thể nào mà nhồi nó vô như vậy được. Mà niệm từ từ, chậm rãi, không quẩn cũng không gấp. Quẩn là niệm như vậy này, là niệm chậm. Nam Mô A Di Đà Phật. Tức là chậm quá cho nên thành ra cái sức niệm nó không khống chế được vọng tưởng, gọi là quẩn. Hòa Thượng Trí Tịnh nói là không quẩn cũng không gấp. Còn gấp là như này: A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Ấn Tổ rầy cái cách niệm này, đó là niệm tri đảnh. Câu này nói tiếp câu kia, câu kia nói tiếp câu nọ. Nhưng mà lại không niệm Nam Mô nữa chứ. Đó thầy Minh đó. Thầy Minh thầy đọc hôm trước đó. Nếu mà từ đầu đến đuôi mà không niệm Nam Mô, mà từ khi vô công phu và bắt đầu mình niệm mà không niệm Nam Mô là sanh ra ngạo mạn. Phàm trong kinh chỗ nào cũng hai chữ Nam Mô. À, có thể mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật trước, rồi mình niệm A Di Đà Phật sau, nửa chừng hoặc gần hết thì được. Cái cách của ngài uyển chuyển, không chấp nhất là Nam Mô mà cũng không chấp nhất là A Di, nó uyển chuyển rất hay. Mà cái người mà lọt vào cảnh giới mà được uyển chuyển như vậy mà niệm không cắn cá thì thực sự người này có duyên với tội sự ấn quang rất là thù thắng. Cái lúc trước chúng tôi niệm A Di Đà Phật xong rồi chuyển qua niệm Nam Mô, xong mà niệm không có được, nó dư hai chữ nó chê là ít. Mà thực ra hai chữ Nam Mô rất là quan trọng đó. Vì vậy cho nên thành ra chúng ta không tự lập chương trình mà theo các vị tổ sư đi trước. Vậy hôm nay chúng tôi có vài lời để mà chia sẻ đại chúng, mà đây là những điều quan trọng, cực kỳ quan trọng đó. Đại chúng nên cố gắng lắng nghe ha, để mà hiểu và nhớ để mà mình làm. Thì hôm nay chương trình phóng sanh mỗi ngày là 10 giờ sáng phóng sanh, còn trên chùa khi tu xong là 10 rưỡi hoặc 11 giờ đó là trên chùa sẽ nghe phóng sanh trong ngày hôm nay luôn, y như phát trực tiếp như vậy đó. Bởi vì nếu mà làm 10 rưỡi thì không kịp cái thời gian để quý thầy ở đây đi thả về trễ quá, cả 1 giờ luôn thì không đủ sức để chiều công phu nữa. Nói như vậy để cho đại chúng trên chùa biết là cái việc phóng sanh mỗi ngày chủ nhật cũng như hàng ngày là 10 giờ sáng là cái giờ nó vừa nhất. Dạ, A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 17 tây tháng 4 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày 17 tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao về niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, trì thần chú Đại Bi, bảo thân tiết dục và phóng sanh, thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tông đức cùng toàn thể đại chúng đang hiện diện và quý liên hữu đang xem trực tiếp online trên mạng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Số 1. Tổ sư Ấn Quang khai thị về niệm Phật. Ông chưa biết tông chỉ tịnh độ, hãy nên y theo những gì đã nói trong một lá thư gửi khắp mà sanh lòng tin thật sự, phát nguyện thiết tha, chỉ thành khẩn thiết niệm danh hiệu Phật. Đừng dùng cách niệm quán tâm, hãy nên dùng cách niệm nhiếp tâm. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa ấy là bậc nhất. Khi niệm Phật trong tâm, ý căn phải niệm cho rõ ràng rành rẽ, nơi miệng thiệt căn phải niệm cho rõ ràng rành rẽ, nơi tai nhĩ căn phải nghe cho rõ ràng rành rẽ, ý thiệt nhĩ ba căn mỗi mỗi đều nhiếp thủ Phật hiệu, thì mắt cũng chẳng ngó đông dòm tây, mũi cũng chẳng ngửi những thứ khí vị khác, thân cũng chẳng lười trễ biếng nhác, đó gọi là nhiếp trọn sáu căn.
nhiếp trọn sáu căn để niệm. Tuy chẳng thể hoàn toàn không có vọng niệm, nhưng so với kẻ chẳng nhiếp sáu căn để niệm thì trong tâm thanh tịnh hơn nhiều lắm, vì thế gọi là tịnh niệm. Nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối mới là vô thượng diệu pháp thích hợp khắp hết thảy căn cơ thượng trung hạ, cả phàm lẫn thánh. Hãy nên biết nhiếp trọn, chú trọng tại nghe, dẫu niệm thầm trong tâm cũng vẫn phải nghe, bởi lẽ trong tâm khởi niệm, liền có tướng của tiếng, tai chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình, vẫn rành rẽ rõ ràng. Nếu có thể nghe được từng câu, từng chữ rõ ràng, thì sáu căn đều quy về một. Hễ nhĩ căn được nhiếp thì các căn không có cách nào rong ruổi theo bên ngoài, có thể đạt đến nhất tâm bất loạn. Xin hãy đọc lá thư gửi cho nữ sĩ Từ Phước Hiền trong bộ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên. So với tu những pháp quán khác thì pháp niệm Phật ổn thỏa thích đáng nhất, ít tốn sức nhất, khế lý khế cơ nhất. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Nguyện Thường. Thư trả lời cư sĩ Dương Vĩ Chương. Câu chuyện niệm Phật vãng sanh, lá thư số 201, bài ký về chuyện vãng sanh của Kim Thái Đại Sư, trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên Nguyện 4. Kim Thái Đại Sư họ ngoài đời là Phương, người huyện Vu Đô, tỉnh Giang Tây, xưa đã có thiện căn, từ nhỏ đã kiên giết ăn chay. Đến khi ngoài 30 tuổi, chán ngán sâu xa, ngũ dục nhiều khổ não, ba cõi không yên, liền xuất gia tại chùa Báo Ân ở huyện Trường Đinh, tỉnh Phước Kiến. Sau khi thọ cụ túc giới, chuyên chí khổ hành, giữ chức hương đăng tại chùa Quang Hiếu ở Cẩm Châu, Giang Tây, tinh khiết, kiền thành, cung kính, phàm những ai trông thấy đều khen ngợi lòng thành, tiếc của thường trụ như giữ trong mắt. Hằng ngày lấy chuyện lễ niệm tụng trì làm chánh, không để phí thời gian, được đại chúng trong chùa khâm phục kính ngưỡng. Tiếp đó sư muốn chuyên tu tịnh nghiệp, bèn qua hang đá trong núi sâu ở Ninh Đô, gác tùng làm tòa, kết cỏ làm đệm, trồng khoai để ăn, chầm các mảnh dẻ làm áo. Sự khổ hạnh của sư khó ai kham nổi, sự điềm nhiên vui sướng lấy đạo làm nguồn vui. Lâu ngày có người đến thăm tặng cho tiền bạc đều khước từ không nhận, nhưng nếu áo rách thức ăn thô tệ bèn nhận. Sư bản tánh cô tịch thanh khiết, chẳng thâu đồ chúng. Có người trọng đức sư, thay mặt thâu nạp cho sư 4 đồ đệ, nhưng thật ra không ở chung. Một người đồ đệ tên là Đức Duyên, chùa khá dư giả, nghĩ thầy thanh bằng, 3-4 lượt cầu khẩn thầy thương xót tiếp nhận cúng dường. Không lâu sau, sư lại bỏ qua núi Liên Hoa, tự lấy ván dựng một gian thất nhỏ để sống. Đại chúng trong chùa tôn trọng đạo hạnh của sư, để sư được tự do. Sư suốt ngày đóng cửa tụng kinh niệm Phật, trừ 2 bữa cơm sáng tối ra, tiếng mọ, tiếng khánh, rền vang không dứt, mấy mươi năm hệt như một ngày. Do vậy, những vị tăng tục tin tưởng, hâm mộ, thường thành tâm cúng dường phẩm vật. Nếu không khước từ được thì sư bèn đem cúng Phật, cúng tăng để tạo công đức cho họ. Bản thân chỉ giữ lại 10 đồng để làm chi phí hỏa táng khi lâm chung. Sư tự cam chịu thanh bần, giải thoát, không chấp như thế đó. Phàm những ai đến thăm hỏi, bất luận tăng tục, sư đều dạy nhiệm vụ trọng yếu là nhận hiểu ta bà ác trược, cực lạc, thanh tịnh, hãy gấp cầu xuất ly, nhưng phải hiểu nhân biết quả, tu hành các điều thiện thế gian, cẩn thận giữ gìn giới cấm, tụng kinh niệm Phật trong ngoài như một, từ đầu đến cuối không thay đổi thì mới có hy vọng. Ngoài ra không có một lời lẽ nào liên quan đến phước lạc thế gian. Năm Dân Quốc thứ 7 1918, tức năm Mậu Ngọ, sư được 74 tuổi, đầu tháng 10 thị hiện bệnh nhẹ, đến ngày mùng 4 bỏ ăn uống, niệm tụng như thường đến khuya mới nghỉ. Rạng sáng ngày mồng 5, đại chúng trong chùa không thấy sư thức dậy, gõ cửa chỉ thấy yên lặng không đáp. Vào thất xem thì thấy sư đã đoan tọa thị tịch, tay trái vẫn cầm dẫn khánh, hệt như đang niệm Phật mọi khi, đầu hơi cúi xuống,
vẻ mặt tươi cười, không khác gì còn sống. Đại chúng trong chùa trông thấy khen ngợi không cùng đều nổi. Sư Bình Nhật có công hạnh như thế, cho nên lúc ấy đạt được cảnh tượng như thế. Thần thức sư siêu tịnh vực, gợi chất nơi hoa sen, là điều chắc chắn không còn ngờ vực chi. Học trò sư là đức thân xâm, kể cho tôi nghe như thế. Nghĩ đến tăng nhân đời mạt, thường hay lười nhác, chỉ tham lợi dưỡng, chẳng tu đạo nghiệp, người như sư thật có thể làm gương cho đời mạt, do vậy bèn soạn bài ký. Số 2, Tổ sư Ấn Quang khai thị, người niệm Phật nên niệm kèm thêm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Nay hiện đang là tình thế hoạn nạn, thiên tai nhân họa thường xuyên giáng xuống. Bất luận gặp phải những tai ương hoạn nạn như nước, lửa, đao binh, đói kém, ôn dịch, sâu rầy, châu chấu, hạn hán, lục lội, oán gia, đối đầu, v.v. Chỉ chịu chí thành khẩn thiết thường niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành hên. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, lá thư số 106, thư gửi y sĩ Mã Tinh Tiều. Đã biết căn bệnh lại biết thuốc chữa, chẳng chịu uống ngay lại còn hỏi han thuốc men, há chẳng phải là vô sự sanh sự. Còn như niệm Phật cũng được, niệm Quán Âm cũng được, cần gì phải lắm phen so đo thừa thải như vậy. Do nỗi khổ trong mạt kiếp nặng nề, đức Quán Âm lòng bi sâu xa, nên quan thường khuyên người khác niệm kèm thêm danh hiệu Ngài, để mong mau được Ngài từ bi che chở. Niệm Phật cũng chẳng phải là không được cảm thông, mà niệm Phật cũng không phải là chẳng thể niệm kèm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Chuyên niệm hay kim niệm đều được. Đức Phật cũng từng dạy con người niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, vì thế biết là hoàn toàn chẳng trở ngại gì. Nếu niệm Di Đà cầu sanh Tây Phương, lại niệm Dược Sư cầu sanh Đông Phương thì không được. Còn Di Đà và Quán Âm là cùng một sự, nhưng đức Quán Âm bi sâu nguyện nặng, nên thường kim niệm để mong mau được cảm thông. Tất cả những thứ nghị luận thừa thải đều là chẳng cần thiết. Cổ nhân nói tuân theo điều đã nghe, hành điều đã biết. Hai câu ấy chính là khuôn phép để tu trì chân thật vậy. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, lá thư số 142, trả lời cư sĩ niệm Phật. Câu chuyện do niệm Quán Thế Âm Bồ Tát được cảm ứng. Tại Lâm Giang có một Phật tử tên là Đinh Triệu Hy, thường đi buôn bán ở đất Thục. Mẫu thân của Triệu Hy là Diệp Thị, ở nhà bị liệt hai chân rất là đau khổ, chạy chữa mãi vẫn không hết. Triệu Hy ở xa nghe tin, tâm luôn hướng về mẹ già ở quê nhà, nhưng không biết phải làm sao nên chỉ biết thành kính xưng niệm thánh hiệu Quán Âm Đại Sĩ, cầu xin cho bệnh của mẹ mau lành. Ít lâu sau, có người ở trong làng của ông đến đất Thục. Triệu Hy hỏi thăm mới biết mẫu thân của mình nhờ sức từ bi của Đại Sĩ linh ứng hiển hiện trong điềm mộng nên bệnh được lành. Theo người này kể lại, đúng vào ngày ông đang trì niệm thánh hiệu Quán Âm, thì mẹ ông ở nhà mộng thấy Đức Đại Sĩ đến dùng nước cam lồ rưới lên đôi chân bà. Sáng ngày tỉnh giấc thì bà cảm thấy đôi chân có cảm giác trở lại. Sau đó bà đứng lên đi lại được như bình thường. Thế mới biết nhờ tâm thành cầu khẩn của Triệu Hy, dù đường xa vài nghìn dặm, có cảm liền có ứng nên mẹ ông được hết bệnh. Qua năm Đinh Dậu, Triệu Hy về lại quê hương nhằm ngày sinh nhật lục tuần của mẫu thân. Ông tắm gội sạch sẽ, thực hành trai giới, thanh tịnh phát nguyện, chí thành cung kính, tụng kinh Phổ Môn 100 biến để cầu nguyện cho mẫu thân được khang kiện. Quả nhiên về sau mẫu thân của ông tuy lớn tuổi nhưng thân hình vẫn tráng kiện, tinh thần minh mẫn, hưởng thọ cao niên. Riêng Triệu Hy thì việc làm ăn cũng phát đạt, mọi việc đều như ý. Số 3, Tổ sư Ấn Quang khai thị về kiên giết, phóng sanh và ăn chay. Phải biết người cùng loài vật cùng mang cái thân huyết nhục này, cùng có tánh linh tri, cùng sanh trong vòng trời đất, chỉ do đây kia tội phước bất đồng, đến nỗi đời này hình chất thông linh hay ngu xuẩn sai khác, cậy ta mạnh hiếp loài yếu, dùng thịt chúng nó no đẩy bụng mình,
khoái lòng thích chí cho đó là phước báo. Chẳng biết rằng một khi phước lực đã tận, nghiệp báo hiện tiền, lúc bị người giết chóc, thân chẳng kháng cự lại được, miệng chẳng nói nổi, trong lòng buồn sợ, đau đớn khổ sở, mới biết chuyện ăn thịt là một tội vạ lớn vậy. Người ăn thịt đúng là la sát, dù chẳng giết người để ăn thịt cũng không được. Vì thế Kinh Lăng Nghiêm nói, do người ăn dê, dê chết thành người, người chết thành dê, như thế cho đến 10 loại sinh vật, chết chết, sống sống, ăn nuốt lẫn nhau, ác nghiệp cùng sanh đến cùng tột đời vị lai. Lại còn nhiều kiếp đến nay sanh ra lẫn nhau, đã không có đạo lực để cứu tế, nỡ nào để chúng nó bị giao xả cực khổ, hòng miệng lưỡi mình hưởng vị ngon chăng. Trong Kinh Nhập Lăng Già, Đức Thế Tôn bao lần quở trách chuyện ăn thịt, có đoạn chép: hết thảy chúng sanh từ vô thị đến nay, ở trong sanh tử luân hồi chẳng ngơi, không ai chẳng từng làm cha mẹ, anh em, quyến thuộc, nam nữ, chỉ đến bằng hữu thân ái, kẻ hầu, qua đời khác phải thọ các thân, chim, thú, vân vân, sao lại dùng chúng nó để ăn. Phàm những ai sát sanh ăn thịt, nếu nghĩ đến điều này, ắt sẽ giật mình kinh sợ, tỉnh ngộ, thà tự giết mình, chẳng thể giết hết thảy loài vật nữa. Ta cùng hết thảy chúng sanh đều trong luân hồi, từ vô thị đến nay, thay phiên sanh ra nhau, lần lượt giết nhau, cố nhiên ai nấy đều từng là cha mẹ, anh em, chị em, con cái của chúng ta. Ta cũng từng là cha mẹ, anh em, chị em, con cái của mọi kẻ đó. Cố nhiên bọn họ do sức ác nghiệp trùng trùng ở trong loài người hoặc trong dị loại bị ta giết hại. Ta cũng do sức ác nghiệp trùng trùng ở trong loài người hoặc trong dị loại bị chúng giết hại. Trải kiếp dài lâu, sanh ra nhau, giết lẫn nhau, trọn chẳng ngừng nghỉ, phàm phu chẳng biết, Như Lai thấy thấu triệt, chẳng nghĩ thì thôi, hãy nghĩ đến hổ thẹn, đau xót khôn ngăn. Câu chuyện công đức phóng sanh, nhớ tiền kiếp là heo. Thời Trung Hoa Dân Quốc, cư sĩ Uông Hiểu Viên một hôm ra chợ, ông thấy một vị lão tăng đứng ngó sững vào hàng thịt, rưng rưng nước mắt. Cư sĩ lấy làm lạ, hỏi duyên cớ, lão tăng đáp: tôi nhớ được việc hai kiếp về trước. Đời thứ nhất tôi là một tên đồ tể, hơn 30 tuổi mãn phần. Hồn bị người bắt trói đưa đi, mình hoàng trách là nghiệp sát nặng, cho quỷ áp giải đến ti chuyển luân để thọ ác báo. Lúc bị xô xuống con sông đen tối, tâm thức tôi hoảng hốt mơ màng, thoạt tiên thật nóng như lửa đốt khó nhẫn, kế đó là cảm hơi mát mẻ. Khi tỉnh ra thì mình đã sinh làm kiếp súc vật trong chuồng heo. Sau khi dứt sữa, thấy thức ăn không được sạch, lòng cũng biết nhàm gớm, nhưng vì đói quá gan ruột cồn cào, nên bất đắc dĩ phải nhắm mắt nuốt vào. Sau lần lần thông tiếng nói của loài heo, thường cũng hỏi han nhau, trong đồng loại cũng lắm kẻ nhớ biết kiếp trước của mình, song không nói cho người hiểu được. Đại để đều nhận thức mình sẽ bị giết, nên có lúc rên rỉ, đôi mắt ướt là tỏ dấu bi sầu. Loài heo thân thể thô nặng, vào mùa hạ rất nóng khổ, chỉ tìm đóng vùng nằm vùi mới đỡ, song cũng không thường có được, bởi lông thưa và cứng, nên mùa đông lại khổ vì lạnh, thân thể giá buốt. Thấy loài dê chó lông nhuyễn dày, hằng mơ ước, xem như loài thú tiên. Đến lúc bị bắt, tự biết mình không khỏi, nhưng sợ quá nhảy chạy càng, mong kéo dài mạng sống được phút nào hay phút ấy. Khi bị trói rút bốn chân khiêng đi, dây huyết đau đến tận xương, lúc người bỏ lên xe chạy về, thân hình cùng đồng loại chồng chất đè lên nhau, máu huyết ứ đồng, gần như muốn đứt. Khi đến nhà lò, bị liệng xuống đất, gan ruột tựa hồ tan nát, nhìn thấy dao bén chảo vạt để hai bên, lòng bắt đầu run sợ, không biết đến khi bị giết sẽ đau đớn như thế nào. Lúc thọc huyết, thân tâm sảng sốt rụng rời, thấy ánh đao chớp lên liền nhắm mắt không dám nhìn thẳng. Khi đồ tể ấn lưỡi dao vào cổ, rung lắc mạnh cho huyết chảy xuống bồn, ban đầu còn kêu la, sau chỉ rên nhỏ trong cổ họng,
cho đến lúc máu chảy đến tắt hơi, sự đau khổ thật không thể hình trạng. Bấy giờ hoảng hốt mê ly, như say như mộng, chừng tỉnh dậy thấy mình đã thành hình người. Mình quan xét thấy kiếp trước còn có nghiệp lành, nên cho chuyển sinh làm người, tức là thân này vậy. Vừa rồi tôi thấy loài heo bị giết, thương nó đau đớn, nhớ lại kiếp trước mình đã chịu khổ độc, rồi tiếc cho người đồ tể, tương lai cũng bị nỗi khổ đó. Ba mối niệm giao cảm, bất giác thương tâm không biết rơi lệ từ lúc nào. Nói xong quay mặt bỏ đi. Lúc ấy người xung quanh nghe nói, chỉ trỏ bàn tán phân vân. Bác hàng thịt được biết câu chuyện, sanh lòng sợ hãi. Từ đó về sau đổi nghề đi bán rau đầu. Nam mô A Di Đà Phật. Giới hương định hương giữ hệ hương giải thoát tri kiến hương quang minh vân đài biến pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2022, quý Phật tử hôm nay phát Bồ Đề tâm bỏ tịnh tài ra mua tất cả chúng sanh đem về để phóng sanh. Quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Và tất cả chúng sanh hôm nay về đây để quy y tam bảo sám hối nghiệp chướng, nghe câu vạn đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, được nghe chánh pháp. Quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ trí huệ sáng suốt thông minh. Đáng lẽ chiều hôm nay con cá con chim con lươn này bị cắt cỏ nhấu lông chiên xào nấu nướng đau đớn hoàng hoài sợ hãi rên la. Quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn. Đó là những công đức mà Đức Phật dạy trong kinh Đại Tập là 10 công đức phóng sanh. Này tất cả các loài chúng sanh, sở dĩ quý vị mang thân xúc sanh sống chết gửi trên giao thức và làm thức ăn cho nhà người, đó là nhiều đời quý vị cũng đã làm người sát sanh hại vật, cho nên thành ra người chết làm cá, cá chết làm người, người chết làm chim chết làm người, sanh tử luân hồi bao nhiêu đời kiếp đến ngày hôm nay. May thay hôm nay quý vị được thiết túc căn thiện lành, gặp các bậc thượng thiện nhân bỏ tiền ra mua các vị đem về để cứu mạng. Giờ đây quý vị hãy giữ tâm mình cho thanh tịnh, phát tâm quy y tam bảo sám hối nghiệp chướng, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương chi tịnh thị biến sai tâm thiên tánh không bác đức lợi nhân thiên pháp giới quảng thân viên diệt tội tiêu thiên hóa diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Bồ Tử Thị Giả Bát Công Đức Thị Tại Thiên Chân Thiên Tẩy Chúng Sanh Nghiệp Cấu Trần Biến Nhập Tỳ Lô Ha Tạng Giới Cá Chung Vô Sứ Bất Siêu Lân Thị Bất Tẩy Thị Diệu Cực Pháp Thân Trần Bất Nhiễm Trần Vãn Tác Tự Kỷ Quyên Trừ Nội Ngoài Đảng Địch Đằng Tràng Sái Khô Mộc Nhi Tác Dương Xuân Khiết Ế Ban Nhi Thành Tịnh Đồ Sở Vị Đạo Nội Ngoại Trung Gian Vô Trượt Quế Thánh Phạm Ưu Hiển Tổng Thanh Lương Bồ Tát Liệu Đầu Cam Lừa Thị Năng Linh Nhất Đức Biết Thầm Vương Tình Duyên Cô Ê Tặng Quyên Trừ Vỗ Sái Pháp Duyên Tách Tình Tình Này Chúng Hữu Tình Bạc Nhất Thiết Nghiệp Chướng Đất Sanh Căn Bản Tình Độ Đà La Ni. Đầy các loài chúng sanh kia, các người đã nhớ cho khi bỏ thân xuống sanh hướng tâm về tam bảo và được trở lại làm người đầy đủ gồm chân pháp tinh sâu cùng nguyện thiên chuyên niệm Phật Di Đà. Chứng được ngồi bằng thôi để độ từng chúng sanh. Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát, Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát, Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng sinh đây có bao nhiêu lắng tai nghe lấy những điều dạy rằng các người chướng lòng chừng tụng lắm nên đời này chìm đắm sông mê gây ba tội ác lại về mang thân sống đọa đầy chế thường đau khổ lòng về sừng có đường đường đâu dù là bay chữa lần sau lưới vì tình vắng mốt cô thảm mồi ta cảm vô cùng hơi phun đồng lúc đó dù kia không ai thương muôn vợ trên này người cầm chăng mây sao nhờ các vị thiện nhân cứu cho người được thoát thân đến đây lại được nhờ ơn phép màu vị người kim hồi đồng quy phần sống trong lòng quy phong quy tăng hết lòng sẫm hối thân tâm nhẹ nhàng này các loài chúng sanh kia các người xưa đã tạo và bao nhiêu điều tội lỗi gốc là tham sân si hôm nay phó tâm xin sám hối này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy vận lượng tu chung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy phong ly dục chung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy tăng chung chung tôn này các loài chúng sanh
Quy y Phật không đồ địa ngục này các loài chúng sanh, hôm nay các viện quy pháp không đồ ngạ quỷ này các loài chúng sanh, hôm nay các viện quy tăng không đồ bằng sanh. Nam mô Cổ Sám Hối Bồ Tát. Nam mô Cổ Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đà Bảo Như Lai. Nam mô Bảo Thân Như Lai. Nam mô Diệu Sáng Thân Như Lai. Nam mô Quảng Bảo Thân Như Lai. Nam mô Ly Bố Huy Như Lai. Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai. Nam mô A Di Đà Như Lai. Quy Mạng Lễ A Di Đà Phật. Cổn nơi sinh phát quyền vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Tịnh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Tịnh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Phóng sinh cùng đưa thừa thắng hành, vô biên thắng vương giới hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tôn vào vô lượng quang và sanh, quyền tiêu tam chương chư phiền não. Chứng minh liệu phổ nguyện tội chứng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo, quyền sinh Tây Phương tịnh độ chung, cổ phẩm liên hoa vi phù màu, hóa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Quyền di thừa công đức phổ cầm ư chứng thiên ngã đằng dự chúng sanh, giai công thành Phật đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Liên Tòa Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Hùng Đại Lượng Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát Phụng Nguyên. Thường chung vừa nhớ tăng vi pháp luân thường chuyển phong điều vụ thượng quân thới dân an thiên hạ thái bình chúng sanh an lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng chân nghiêm Tây Phương cội nước Phật A Di Đà trên đền bốn ơn nặng dưới khu khổ ba đường. Những người thấy nghe đường điều phát tâm Bồ Đề đồng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng cầu an cho tất cả chúng sanh đang bị dịch bệnh corona trên toàn thế giới, và cầu an cho đệ tử chúng con cùng thân bằng quyến thuộc và tất cả chúng sanh cùng chư vị đẳng dân sơ kỳ án nơi đây. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng kỳ siêu cho tất cả chúng sanh đã chết vì dịch bệnh corona trên toàn thế giới, cập kỳ siêu cho chư vị hướng linh cửu hiện tất tổ thập nhị lợi cô hồn ngân quý hạ xa hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và chư vị nên thai nhi cùng chư vị hướng linh có duyên với chúng con và các vị ấn gia trời chùa chốn như đây như kiếp đã bị chúng con cố ý học vô tình hoặc xuất người xuất hại. Hôm nay chúng con đem từng cả công đức phóng sanh này hồi hướng cho quý vị sớm vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Phổ nguyện ơn sư dương dực phụ mẫu sanh thành đằng nay tinh thí tăng ích phước điểm sư dương thấy pháp giới chúng sanh tình dư vô tình đồng sanh cực lạc, đồng kiến di đà đồng ngộ vô sanh đồng thành Phật A Đạo. Nam mô Đà Phật. Nguyện đem công đưa này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, website www.vôlượngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909 747474 hoặc 0933447312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh A Di Đà hoặc các sách của tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại sau 0792 344 948 hoặc 0904 775 948.
Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường tam bảo, vân vân, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản 1. Tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0561007474, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số 2. Tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 1111747474, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số 3. Tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0500176903, ngân hàng Sacombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số điện thoại liên lạc 0933447312. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường tam bảo, vân vân, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản Bank Name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Lâm Đồng, France. Bank Address 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Đà Lạt City, Lâm Đồng Province. Swift Code BFTVVNVS 056. Account No 0561370747474. Name of Account Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thành, xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Xin trân trọng kính chào quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.